một gương mặt rất quen thuộc, rất đẹp, rất đáng yêu của chúng tôi. Thôi bây giờ thì hai cháu đã xong rồi, được dạ, khoe dạ má rồi. Dạ không mà chú, con xin phép, dạ con đứng kế Hoa hậu một chút xíu ạ. Cơ hội này không phải ai cũng có, em được bấu Hoa hậu nè mọi người ơi. Thôi mình về cho, dạ, cho bạn chia sẻ. Cứ ngó sát tay là anh Hùng ơi, cho em lên đứng cạnh Hoa hậu. Đây, bây giờ là chấp nhận luôn, chấp nhận đứng coi như gấp đôi, gấp ba lần Hoa hậu nè. Đó, gấp đôi, gấp ba lần luôn. Nhưng mà chỉ để nói với con một điều. Cảm ơn con đã đem niềm kiêu hãnh về cho phụ nữ Việt Nam. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ, con cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Những gì cô cần nói, cô đã nói hết với con rồi. Bây giờ cô xin trả lại những người đàn ông họ sống với đúng bản ngã của họ, đúng bản năng của không họ. Nghe. Cô không. Đi về đây. Rồi, quá là hạnh phúc và tự hào ngày hôm nay lại đứng được đây với một người phụ nữ đúng là thành công năm 2020. Thành công lắm. Cho em nói. Chúc em một năm mới rạng rỡ hơn nữa và tuyệt vời hơn nữa. Dạ, cảm ơn ạ. Yeah. Cho em nói mỗi một câu đấy. Em ngưỡng mộ vẻ đẹp của Nen rồi, nhưng mà ngưỡng mộ nhất ông thông tin này. Lái công nông về làm. Giỏi lắm. Giỏi lắm. À. Rồi. Em muốn đứng ở đây với Hen, bởi vì Hen là một cô gái quá bình dị và gần gũi, cho nên là không có một cái khoảng cách nào cả. Hen rất là đáng yêu. Không, chị Vân, em thấy rõ ràng có khoảng cách chị. Có khoảng cách. Mọi người có thể hiểu, mọi người có thể hiểu theo nghĩa bóng được không? Em tại bỏ, vì bỏ dài ra cho em xin phép em 5 tấc. Dạ không, em bỏ ra nó ghê lắm. À, tất cả mọi người cũng đã bày tỏ. Bây giờ thì xin mời các bạn xuống đây. Tôi đề nghị tất cả xuống. Cảm ơn em. Cứ tưởng như là chỉ mình các anh các chị muốn đứng cạnh Hoa hậu chắc. Con không phải là một người đặc biệt, con không phải là một người giỏi giang, cũng không phải là một cái người đẹp nhất trong cuộc thi, nhưng mà con có cái may mắn là con được vào top. Con suy nghĩ là như vậy thôi. Nhưng mà tại Việt Nam thì con có một cái ekip hỗ trợ con rất là nhiều. Và con có cái cơ hội nữa. Thứ hai nữa là đấy là con được đăng quang sớm. Và con được tiếp xúc với rất là nhiều người khác nhau. Thì con cảm thấy mình được trưởng thành. Và có cách để sống ở trong cuộc thi đấy. Top 5 của Hoa hậu Hoàn Vũ Thế Giới nó có khác. Nó có sự khiêm nhường đáng kinh ngạc. Cảm ơn cháu vì điều này. Đây mà tôi đứng ngay cạnh cô thôi nhưng mà cũng sởn hết cả da gà lên. Tôi xem rồi không biết là quý vị như thế nào, những người đàn ông nghĩ như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ ra một cái ngay trong đầu tôi. Tốt nhất là lấy vợ Việt Nam, đẹp nhất thế giới luôn. À, dạ vâng ạ. Con còn có một cái chia sẻ. Tức là khi mà đi thi thì ở Việt Nam mọi người cũng lo lắng về cái chuyện mà con học tiếng Anh. Thì con phải tạo một cái gì đó thật thoải mái, thật phải tự nhiên, phải tự tin. Ví dụ như là có những cái gì đấy mà nói tiếng Anh mà không hiểu, nhất là nói với chuyện với bạn Hàn Quốc, thì bạn cũng sợ tăng cân. Em bảo là thôi đừng có ăn cái đó. Thì con bảo là you don't eat, you eat it. Thì bạn đã hiểu rằng là hiểu rồi, không ăn, không ăn. Tức là hai người giao tiếp, tức là giao tiếp tiếng Anh không tốt. Thì cứ nói là ăn cái đó là mập á, sẽ con nọng đó. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà con cảm thấy rất là vui. Tức là biến cái áp lực của mình trở thành một cái cơ hội và làm cho nó cảm thấy thoải mái, không bị áp lực trong cuộc thi. Thì trong trước khi đi thi, cái áp lực lớn nhất của con là về chuyện tiếng Anh. Nhưng mà cái chuyện tiếng Anh đó lại mang cho con rất là nhiều niềm vui trong cái cuộc thi đấy. Ví dụ như là tất cả mọi thứ khi mà con nói chuyện tới lúc các bạn không hiểu nữa thì con thôi, dừng lại. Google Translate. Yeah.